Vừa qua tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc và chi bộ dân tộc thuộc Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tổ chức lễ ký kết phối hợp công tác năm 2021. Trước đó thực hiện biên bản kết nghĩa năm 2018, hai bên đã đạt được những kết quả tích cực trong việc phối hợp thực hiện một số hoạt động như tài trợ kinh phí xây dựng các công trình, tặng quà cơ sở các tỉnh vùng dân tộc thiểu số, các đồn biên phòng, trường học, trạm y tế, trao đổi kinh nghiệm, công tác đảng giữa hai bên, tuyên truyền về hoạt động của ngành điện gắn với các sự kiện quan trọng của đất nước, Quốc hội, Hội đồng dân tộc. Năm 2021, hai bên sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi phối hợp hoạt động đến các tỉnh vùng dân tộc thiểu số trong cả nước để tăng cường các hoạt động thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tài trợ kinh phí xây dựng công trình, nhà bán trú học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở xã Triềng Công, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, thăm, tặng quà các gia đình liệt sĩ, người có công, gia đình chính sách, trường học, đồn biên phòng huyện biên giới. Thông tin tuyên truyền về hoạt động của ngành điện, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ năm 2021-2026.